Hai các bạn, hôm nay mình qua nhà chị bạn cũng gần nhà mình lắm nha, thì mình lấy giùm mấy cây cho chị á, sẵn tiện chị cho mình hái vài trái táo Đài Loan nè các bạn. Bạn thấy táo Đài Loan không? Đây. Đây táo Đài Loan nè các bạn. Wow, cái cây táo của chị đậu trái chùm luôn. Thấy mà mê. Ô, cái này nó quá chín rồi. Ngọt ngay các bạn ơi. Nhiều bạn hỏi cái táo Đài Loan nó khác táo Thái cỡ nào á, thì táo Đài Loan nó tròn và nó bự vậy nè các bạn, rất là ngon. Cái này chị hái cũng mấy chục hao của cây này hả chị? Chị hái là cỡ, chị nghĩ cỡ 20 hao hơn rồi đó. Ra quá trời luôn. Mà bữa cái trái nó bự hơn cái trái này nữa nè. Cái gốc gì chị trồng bao lâu? Chị trồng mới 3 năm rồi. Từ một cái nhánh nhỏ vậy thôi hả? Không, hồi đó chị mua là cái cây nó bị lớn vậy đó. Cái cây nó bị lớn. Ồ, đã lớn vậy rồi. Dạ, đã lớn rồi. Chị nói cây lớn vậy bằng khoảng hơn nửa cầm tay. Sau khi còn xuống đất 3 năm nó bự hơn bắp đùi. Mà quá trời trái luôn bà. Đã lớn lắm mà chị chặt. Ờ, chị đừng cái chặt. Để cho em chiết mùa hè qua đem chơi mùa xuân qua chiết về nhánh như này. Chị chặt tan nát cái cây hết, tội nghiệp cây quá. Thì khi mà thu hoạch trái xong chị chặt hết, tại vì nó bự quá em ơi, nó nhảy nhanh lắm. Quá bự luôn. Mấy cây táo tàu của chị nó vẫn còn lá, của mình cũng hết lá. Cái này xương sâm phải không chị? Wow. Trời ơi, còn cái trái nha, trái mướp trái bầu thấy mê chị. Cái bí à. Ôi ôi bự thấy mê. Chị trồng tốt gây ít cây mà nó trái nhiều quá, mãng cầu đỏ chùm luôn. Thấy ham. Hai các bạn, hôm nay mình quay nhà chị Nga, cái nhà mình xin mấy cây hồng giòn các bạn ơi, tại chim sóc ăn nhiều quá, cũng nhiều quá không ai ăn nổi hết, thu hoạch hồng giòn, tới mùa hồng giòn. Giờ leo cầu thang lên đây luôn. Leo cầu thang lên đây hái cho nó ngầu. Úi dù. Ủa sao mà anh ở dưới anh không hái, anh hái ở trên vậy, nó khó trước hả? Mày khó hái trước hả? Ở trên em thấy hết trời, còn cái chưa chín không à. Còn ở dưới thì nó dễ hơn ha. À. Mấy cái này là ăn được chưa? Được nhưng mà chưa ngọt mấy. Chưa ngọt mấy anh. Ồ, ở đây nè, ở đây nè có nè. Đây có nè. Đây có nè. Đây nè. Ra đâu ra rễ đâu hả? Anh chiếc này luôn các bạn ơi. Đây cũng trái nè. Leo. Thu hoạch hồng mà leo lên tới đây luôn. Thôi, hái gì dễ đi. Cái này hái được mà. Nè các bạn, mình lên mình leo mình hái ở đây luôn nè các bạn. Chín lá luôn. Trời ơi, mặn hồng giòn của anh chỉ mà xà xuống chùm luôn như đầu tiên nữa mà. Cái gì mà khủng khiếp. Vậy sao anh ăn hết? Cái này có nước anh hái để anh đem ra chợ bán hay gì? Thì khủng khiếp quá. Sao ăn không hết? Cái này vừa hái vừa cho bà con ha anh? Không không, một cây lớn quá đi. Ăn không hết nổi đâu. Ở trên không ai hái nổi mà. Ở trên nó còn thấy không? Quá cao luôn. Sau nhà có mấy anh, mấy chị, mấy cô, chú trồng cây xuống đất nó ra kinh khủng trái. Rồi tiếp tục hái nha. Chị Nga cầm camera giùm mình. Quá đã luôn, chỉ vừa cho mình mấy trái hồng vừa cho mình quay luôn. Cái này có đầu cắt ra anh, nhớ khó. Cắt nó dễ hơn. Cái này hồng trên cây luôn. Wow. Dễ hơn. Mà cắt nó khó hơn á, là cắt cái nó dính lại luôn à. Có đồ lót. Đồ lót. Ồ sao. Rồi. Trồng cây là chờ là tới trái, thu hoạch trái là sướng nhất thôi. Mấy trái màu đậm á, Châu. Nó đây hả chị? Cam đậm á, nó ngọt hơn. Ôi, đẹp ghê luôn các bạn.
vừa hái hồng vừa hái cái lá luôn, hái về trái có lá cũng sạch. Anh thích vậy. Chứ sao cũng tỉa, cũng tỉa. Quá này chi chứ. Chứ sao cũng tỉa hả? Nha, chứ sao mày tỉa bớt. Hái ra, ở trong. Wow, quá mê. Châu ra bên đây nhìn thấy đỏ, ở trong tối tối không thấy đâu. Mà cái đó mới ngon đó. Cái này ngon ha? Dạ. Em không biết cái nào ngon luôn. Thôi được rồi anh ơi, em hái gì giả mang quá. Cái màu cam đậm đậm á là nó chiếm. Chị cái này phải cái này là mãng cầu á, anh chị bán cà phê luôn quá đã. Quá đã luôn. Là giàu mãng cầu là giàu. Mãng cầu là giàu á, mãng cầu mà nó ra không chấm phấn mà nó ra chùm về lại bán. 10 đồng phao là bà con hốt hết. Cái này cũng bán mắc mà hình như 1 đồng 99 á. Không phải giỡn đâu, mà nó cũng nặng lắm á nha. Nặng vậy. Cái này anh thụ quá đã. Thôi được rồi anh ơi. Nó rất trên trên tao nữa đó. Đi trên nữa đó. Đi trên nữa đó. Đi trên. Trúc đây hả? Đó đó ngay đó. Đây đó. À, cái này được chín luôn. Nó mềm luôn á rồi. Ồ, mềm luôn, còn ngọt dữ lắm. Trái mềm nó hồi ăn đi cho. Trái nó ngon, trái ngon. Mềm ăn. Bữa năm coi nhà chị Nga này các bạn ơi, nó bự vậy mà nhiều trái chị nó bị nứt á. Nứt à, chị quăng hết rồi. Mà mùa này mình thấy nhiều nhà mà bưởi dễ bị nứt á. Mình không biết do nó mưa hay gì nó lạnh hay sao. Yeah. Wow. Cũng không có nó nhiều lắm năm nay ha. Anh chị nó thấy nó cũng bữa em thấy đậu nhiều trái mà đậu hết trơn rồi. Rụng hết trơn rồi. Rụng hết rồi hả? Giờ chỉ còn có la hoe giờ trái. Năm rồi nó cũng có năm nào nó đậu được nhiều trái không anh? Có. Có hả? Ồ. Ồ cây lụ kìa. Cây lụ. Cho em xin trái lụ em review luôn. Nói chứ. Này, kiếm cái trái nào mà chim nó ăn á. Kiếm cái trái nào mà chim nó ăn á mình review luôn. Mình ăn với chim luôn không sao. Trái này là chị không sao. Ừ trái đậm á nó mới ngọt. Coi nó ngọt. Em thấy nó ngọt lắm á. Dạ. Nứt kìa bị chim ăn rồi. Còn mấy trái đẹp đẹp đẩy đó. Nó nứt rồi tại vì nước nó xuống á là nó nứt rồi. Châu biết ăn phải không? Đây này chị hái trái bừng cho nè. Trời ơi. Quăng ra đó luôn chị ơi. Ôi quá đã. Cái chua chua ngọt ngọt chứ nó không ngọt. Bé ừ. Bé bé bự đó. Có lúc chừng ấy băng ở trong ăn. Cái lụ này ăn nó tốt cho hệ tiêu hóa lắm chị. Đúng rồi. Ừ. Nước cho gì đó. Ừ. Ngon không bà? Chua chua ngọt ngọt. Ừ. Cái này người ta ép là người ta làm cái nước trong Costco bán á, nước lụ á. Đúng rồi. Ăn cái này trẻ đó, vừa trẻ mà vừa có tốt với hành tiêu hóa. Nó nhiều chất chống oxy hóa. Mà chất chống oxy hóa làm cho mình trẻ ra. Nó có ớt gì thì đụng chúng gì vậy. Nó lô vào là gì vậy. Ờ sao. Ừ. Quá ngon. Ở nhà đó, bẻ ra cái tách nó ra để trong cái chén bò tủ lạnh nó lúc nào mình muốn ăn cái mình lấy mình ăn. Ok các bạn, thì giờ mình review cái trái hồng giòn của nhà chị Nga luôn nè. Trái lớn lắm nha. Trái này là sizable á, là có trọng lượng á. Thấy là ngọt là biết ngọt. Ngọt cái kiểu mà giống như trong phim luôn, một phát á là sorry chị văn vỏ ầm lum. Dạ, hồi em hốt cho. Đây. Em chưa ăn cái trái hồng giòn năm nay luôn á chị, trái này hình như trái đầu tiên á. Anh Hải ăn nhiều không anh Hải? Lâu lâu ăn trái, ngán quá hả? Yeah. Ăn cái này nghe nói nó ngon nhưng mà nó bị nóng quá phải không? Mấy em ăn nhiều quá nóng. Sorry các bạn, gọt cũng không phải pro mấy nhau. Nhưng mà làm sao mà ăn được rồi. Giống như mình cuốn bánh tráng vậy, cuốn không đẹp mắt mà mình ăn mình thấy ngon là được rồi. Đây. Các chị ăn như này nè, sao mà nó đã dữ vậy trời. Sao cái hồng giòn nhà em không có trái nào hết. Nó ra được vài trái thì cái nó rụng rồi. Cứ mùa hồng giòn qua bên đây ăn đi. Trời ta nó lớn quá. Nôi cái này anh chị phải đem ông ngoài chợ bán bớt chứ ai mà chịu cho nổi gì. Tới mùa hồng giòn thì châu qua đi. Không hạt nha, không hạt nha. Ăn nè. Ăn kiểu này. Nó ngọt. Đậm đà. Không có giòn mấy nữa tại mình ăn nó cái này nữa. Rồi, nó chín rồi. Ừ. Ngọt. Ngon quá. Không kêu gì. Bạn thấy mấy trái lụ nhà chị Nga thấy ham không? Lủng lẳng toàn ten.
mấy cây lựu đồ, cây ổi, cây hồng đồ, cái maintenance chăm sóc nó cũng dễ mà. Ít cho phân bón gì, nó mà tới hồi mà nó mature là nó trưởng thành là tự nó take up. Cây cây lựu thì nó lớn rất là mau lẹ ha, rễ nó ăn dưới đất nhanh lắm. Khác với mấy cây kia, cây hồng giòn cũng vậy, khi mà nó bắt đất rồi nó lớn rất là nhanh. Mình qua nhà anh chị cũng hơi tối á, nhìn giờ cũng khó quay. Cái mảng cầu đỏ còn nè. Cái bữa mà mình đăng lên nó có 3-4 trái ở trên bừng dưới này nó lớn, nhưng mà tại vì trong thanh long vẫn còn trái kìa. Thanh long, thanh long của chị vẫn còn trái mà còn xanh xanh ha. Mùa này mà thanh long của chị còn xanh xanh là hay á. Con chị ăn cái chín rồi nè. Châu, cái bữa mình bữa Châu quay nè, trong đây nè, cây ô cây lớn hả? Ừ, cây nhiều trái hả? Ừ, nó có trái nè, mấy trái nè. Ồ, cây ba trái nè, cây ba bốn trái mà. Cây quá ba bốn trái luôn, cây cũng to to các bạn. Chị không có thay chậu mà cây cây gốc to to. Thì bữa chị Nga cũng muốn bán một hay hai ba cây này phải không chị? Đó thì nó có trái đó. Ai mà muốn đem một cây mãng cầu đỏ về chơi Tết là có trái, cây có khoảng bốn trái luôn nha. Thì liên lạc với mình để số phone của mình trên màn hình đó các bạn. Mấy cái cây này gốc cũng to hả bạn? Cây lâu năm mà người ta không thay chậu nha, khoảng 3 ngón tay của mình, 2 ngón tay rưỡi của mình. Chăng to lắm nha. Chăng to. Dạ. Cao nha, cao cao. Đó. Tại nó bỏ dưới đất. Cao cũng 7-8 feet đó chị. Mấy cây này cây lớn á, chứ không phải cây nhỏ. Cái này chị bỏ đất nó lớn nha chứ. Dạ. Bên đây tay trái kìa nè, đây nè. Tay của nó đó mình chị bỏ xuống nó lớn vậy đó. Còn cái đúng rồi, đúng rồi. Bà thấy cái gốc cũng như cha mình quay á, mà chỉ trong mấy chậu 15 gallon á, mà chỉ bỏ xuống đất á, nó lớn mà nó có trái nhiều. Như cây này có 1 trái nè, 2 trái nè, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8 trái nha. Mãng cầu đỏ thì nó tự đậu trái dễ hơn mấy mãng cầu khác nha các bạn. Thì mấy cây mãng cầu sẵn nha, cũng gốc to to giống vậy mà trong chậu 15 gallon nãy mình quay á, thì do cây lớn rồi chị không có thay chậu á, thì chỉ bán khoảng 300 đồng cây các bạn. Nếu các bạn thích thì liên lạc với mình nha. Đó. Ô, bông bụp à. Hoa bông bụp. Dâm bụt kìa hề. Nhiều quá, tắc này ăn phê luôn. Mấy cái ổi của anh chị lớn rồi có trái nhiều lắm nha, chùm chùm. Tại trời hơi tối, khó quay mà, thấy gốc không? Cái gốc ổi như là cái thân người mà. Ăn người lớn lắm nha. Còn này là chanh. Chanh này có hạt không chị? Còn có dài hạt. Châu ăn không hán đi. Dạ thôi, nhà em chanh cũng nhiều lắm. Để nó tự rụng. Đuối. Ngon ngon gì vậy? Ăn nữa không? Dạ thôi. Cái vườn lan của chị này coi. Lan của tôi đừng mà quay luôn. Giờ nó vậy thôi. Đó các bạn, để chị tự chế ra mấy cái chậu này, tự chị tự chế hết này các bạn, mà nhìn rất là đẹp mắt nha. À, thấy không? Cái đục lỗ nè, cho nó thoát nước á, lan là phải đục lỗ bạn. Chứ mà nó ẩm ẩm là nó úng rễ nó tiêu hết. Đây, wow, toàn ten. Ủa lan này nó bây giờ mùa này nó vẫn còn hoa nè chị. Cái này là lan gì vậy? Địa lan hả? Địa lan hoa chùm chùm nó đẹp ghê quá. Mấy em này hình là cũng dạng hiếm muộn mà không có chơi cái lan này. Chị mua. Ồ, còn nè. Lan của chị vẫn còn hoa các bạn ơi. Ồ. Hay à. Toàn ten, toàn ten. Mấy em này thì mấy em anh lan Úc thì bây giờ nó chưa có hoa hả chị? Lan Úc chưa đâu, chắc là mùa xuân. Mấy này là lan Úc. Lan Úc. Rất là đẹp, ngăn nắp, sắp xếp dễ thương. Hai các bạn, thì đây là cây sabuche mùa đây nè. Đó mình mua của vườn anh Kim ở Mimosa Nursery Rosemead Los Angeles nha các bạn. Thì cái cây này thật ra là trong chậu 35 gallon hay 45 gallon lận, nhưng mà người ta chưa có thay chậu các bạn. Có hoa nhiều rồi nhưng mà nó chưa có trái, cái cây lớn các bạn ơi. Thật ra là gần cũng hơn nửa cầm tay của mình, chưa tới cầm tay của mình thiệt, nhưng mà hơn nửa cầm tay của mình nha. Cây rất là lớn các bạn, không phải là cây nhỏ đâu, có tới 4 tầng lá lận.
này. Mình chơi sabuche cũng nhiều nên mình biết các bạn. Cao khoảng 8 feet, 9 feet các bạn. 8 9 feet lận nha. Đó thì cái cây này không phải là cái loại cây mà các bạn nghĩ là chừng 350 hay là 300 gì, mình không nghĩ vậy các bạn. Tại cái cây này là cái cây rất là già. Khoảng ít nhất từ 7 tới là 9 năm tuổi các bạn. Thì không có cái với là cái loại mà nhỏ nhỏ các bạn ơi. Nhiều tầng lá lắm nè. Đây nè, ba cái này nè, đây tầng lá lên nè, tầng lá thứ nhất nè, thứ hai nè, rồi từ thứ hai lên tầng lá thứ ba nè các bạn. Đây thứ ba nè, thứ tư luôn nè, 4 tầng lá lận. Thì cái cây rất là già. Đó thì cái giá mình mua á, là sau khi ảnh bớt chút đỉnh chơi khoảng 10% á, thì là 550. Cái giá ảnh bán ở vườn là 600. Thì mình không biết, thì các bạn mua đồ nhiều nhiều thì có thể điều đình với ảnh chút. Thì hôm đó mình nói mình không có lên được Black Friday deal thì ảnh cho cái giá vậy, thì mình mua vậy thôi các bạn. Cây này 550 nha. Hoa nhiều. Cái lý do mình mua cái cây sabuche màu reyna, tại vì trái của nó rất là lớn, có thể là lớn hơn Hassia nữa. Mình sẽ quay cho các bạn xem cái cây sabuche màu reyna, cái cây đang có trái ở nhà mình thế nào ha. Mình đã ăn rồi nên mình cảm thấy rất là ngon, mình mới mua. Đây là cái thác của nó nè các bạn, sabuche màu reyna. Nó bị gãy rồi, mình cột lên thôi, nó bị gãy rồi nha. Đây là cái sabuche màu reyna nè các bạn. Nhà mình là mình ăn hết 3 trái rồi, bữa nó nhiều lắm á. Mình ăn hết 3 trái rồi, còn để 2 trái cuối cùng thôi. Nó lớn lớn các bạn, nó lớn lớn lắm. Cái này nó lớn gấp rưỡi cái trứng gà các bạn, thấy cái nắm tay của mình không? Nó lớn lắm nha. Mình thích cái nào mà trái lớn lớn ăn nó đã các bạn. Cây này cũng thuộc hàng cây là loại lớn á. Đây mình quay cái thác cho các bạn xem nè. Sabuche màu reyna nha. Cây này á thật ra còn nhỏ hơn cây mình mua một chút nữa. Các bạn thấy cái gốc của nó nhỏ hơn không? Cái này thì nửa cầm tay thôi. Nhưng mà nó cũng già lắm nha các bạn. Cây cũng già lắm, cũng bốn tầng lá như này. Cây của mình không có mấy cây sabuche á, mình không có chơi cây nhỏ nhỏ, tại vì trái nó sẽ không có giữ được, không có lớn được các bạn. Sabuche thì mình thích cây lớn lớn à, ăn được nhiều trái đó. Cây này phải cột lên thôi các bạn ơi, tại vì nó cái màu reyna này nó cũng giống như là cái sabuche hassia vậy. Cái tàn nhánh nó cong cong quẹo quẹo, các bạn phải cột lên cho nó thẳng lên các bạn đó. Cái trái ăn rất là ngon các bạn, lớn và ngon, ăn đã lắm. Màu reyna hassia ăn cũng ngon, không có thua kém màu reyna mấy, nhưng mà mỗi cái một vị nha. Còn alano mình cũng thích, nhưng mà nó trái nó nhỏ hơn cái này, trái nó thuộc dạng nhỏ hơn. Silaswood trái còn nhỏ hơn mấy thằng này nữa. Đây là các bạn thấy có trái không? Còn trái ở đây nè, cây màu reyna còn trái nè. Trái nhỏ xíu mà nó ra bự bự gì không? Mình cột các bạn. Tại vì mấy em tí nó ăn dữ lắm nha. Tí nó ăn nhanh hơn người các bạn. Nó phát hiện cái nào nó đánh hơi, cái nào chín nó ăn ghê lắm. À, thấy cái trái sabuche của mình Alano nè, mình cột. Mình sợ nó ăn, anh cột mà. Nó khoét cái lỗ thì nó ăn, nó lôi ra nó ăn được các bạn. Mặc dù anh cột bao nha. Nó ăn xong rồi nó còn nhả mấy cái sơ lại cho các bạn xem nè. Xem là nhả sơ nhả sát lại nè, nó nhả vỏ lại đẹp luôn các bạn ơi. Nhả vỏ mà nó lột còn bén hơn mình dùng dao mình lột nữa. Mấy con này nó ăn ghê gớm á. Ok các bạn, thì nói về chậu, đây là những cái chậu mà mình mua ở Kim Mimosa Nursery Aerosmith hồi bữa nè các bạn. Thì một set như vậy nè, có hai cái dậy dày lắm nha. Mình gỡ cái bọc lông cho các bạn coi nè, chậu mới nha. Thì nó có mút điểm rồi, dày thành chậu dày, dày lắm luôn. Có đáy đồ sẵn á. Đây nè, mình gửi cho các bạn xem. Lấy cái này ra luôn. Nó có lỗ nè các bạn, khỏi đục lỗ đi nha, có lỗ thoát nước ha. Thì mấy cái này mình trồng cây ăn trái hay là bonsai đều rất là đẹp. Nhưng trồng cây quýt vô cái chậu này nè, mình nghĩ mình trồng cây quýt gì nhỏ nhỏ đó, Tết đem vô nhà trưng đẹp các bạn. Có hoa văn đồ, hoa văn quả tiết đồ rất là đẹp nha, tỉ mỉ nha. Mà dày nữa. Thì anh có nhiều cái kiểu chậu khác nhau và hoa văn khác nhau. Các bạn lên đó pick up mua các bạn. Rất là rẻ nha. Một set gì dày hai cái này loại lớn. Cái này khoảng chừng 7 galon á, cái này khoảng chừng 3 tới 4 galon, thì một set hai cái như vậy là 30 đồng. Còn cái thằng này là loại nhỏ hơn, thì chừng mấy cái nào mà nhỏ hơn các bạn cũng set lúc nào cũng hai cái hết, thì thằng này là 20 đồng. Đó. Còn cái thằng mà nó dẹp dẹp gì nè.
nó dẹp dẹp vậy nè, có thể làm cái bonsai cây gì, cây mai nhỏ nhỏ vô đây các bạn. Thì cái này nè cũng đẹp nha, có 10 đồng, cái này có 10 đồng. Còn hai cái này thì anh cho mình các bạn, tại anh không biết làm gì đó, thầy mua anh tặng luôn. Mấy cái này nè các bạn biết dùng gì không, mình bỏ mấy cây sen đá vô các bạn, rất là đẹp nha. Mình sẽ làm sen đá thì anh cho mình hai cái luôn. Cái này các bạn ra ngoài chợ Rose hay là mấy cái chợ supermarket mua họ bán cũng 10 đồng cái gì nè, không phải ít đâu. Thì đó, thì nó cũng rất là rẻ các bạn. Mình mua cái này 30, cái này 20, cái này 10 đồng là 60 đồng, được cho hai cái này luôn. Đó 60 đồng. Với lại cái cây sabuche 550 anh lấy mình chẳng 600 đồng đó các bạn. Thì 600 đồng mình mua được một đống đồ. Ok nha các bạn. Thì đó, thì tại hồi bữa có một cái có hai chị anh chị nào hỏi mình đó là mình mua mấy cái này giá bao nhiêu thì mình trả lời. Cái sabuche giá bao nhiêu mình xin trả lời luôn nha, cho fan khỏi thắc mắc. Thì cái tính ngày Black Friday deal á, mình nói 50-60% off á, thì các bạn có thể lên trên đó thì có thể có được cái giá tốt hơn của mình các bạn. Thì các bạn lên trên Mimosa Nursery ở North LA hay là ở Rosemead and check out nha. Thì nếu mà có tiện đường lên đó thì lên check out coi cái price thế nào các bạn. Có thể mà các bạn mua được cái giá tốt hơn giá của mình nữa nha. Đây.